hội học. Đây là số điện thoại và địa chỉ email của cô. Thế còn có một thầy nữa cũng giảng cái môn này cùng với cô là thầy Nguyễn Văn Hiến. Thì hôm nào thầy giảng bài nào thì thầy sẽ giới thiệu với các em họ tên đầy đủ, địa chỉ email và điện thoại cho các em liên hệ. Các em rõ chưa? Rõ phần này chưa nhỉ? Khi cô hỏi các em trả lời nhé. Khi cô hỏi các em rõ rồi thì các em trả lời là rõ rồi, và chưa thì các em trả lời là chưa chỗ nào để cô nói lại, chứ không cô không phải chờ các em nhé. Về mục tiêu môn học thì chúng ta có 3 cái nhóm mục tiêu. Nhóm thứ nhất là mục tiêu kiến thức, thì gồm có mục tiêu thứ nhất là trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng giao tiếp với người bệnh, với người nhà người bệnh, với cộng đồng và với đồng nghiệp. Đấy. Mục tiêu thứ hai là trình bày được các kiến thức cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe và nâng cao sức khỏe. Mục tiêu thứ ba là phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi sức khỏe, quá trình thay đổi hành vi sức khỏe. Thứ tư là trình bày được các phương pháp, phương tiện, vật liệu truyền thông giáo dục sức khỏe và phân tích được những cái ưu nhược điểm của mỗi loại. Thứ năm là trình bày được các bước lập kế hoạch giáo dục sức khỏe. Đấy, nhóm thứ nhất là mục tiêu kiến thức. Nhóm thứ hai là mục tiêu kỹ năng. Thì chúng ta có mục tiêu thứ nhất là vận dụng được các kỹ năng giao tiếp đã học vào thực tế học lâm sàng tại bệnh viện và thực tập tại cộng đồng. Thứ hai là lựa chọn và sử dụng được các phương pháp, phương tiện, vật liệu truyền thông giáo dục sức khỏe thích hợp với chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe phòng chống một bệnh hoặc một vấn đề sức khỏe cụ thể. Thứ ba là phối hợp và hỗ trợ được nhân viên y tế tuyến cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe ở tại cộng đồng. Cái nhóm thứ ba là mục tiêu thái độ. Mục tiêu thái độ ở đây chúng ta có mục tiêu thứ nhất là nhận thức được vai trò quan trọng của giao tiếp và truyền thông giáo dục sức khỏe trong học tập, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Mục tiêu thứ hai là tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành và tích cực thảo luận, trao đổi ý kiến để hiểu sâu các kiến thức đã học. Chúng ta đảm bảo được những cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ được 10% điểm thái độ. Cái mục tiêu thứ ba là phải chấp hành sự phân công và chuẩn bị bài trước theo yêu cầu của giáo viên. Đấy là 3 cái nhóm mục tiêu của môn học. Và các mục tiêu của môn học này thì chúng ta sẽ được hoàn thiện nó ở trong các bài học, trong chương trình của môn học. Về tài liệu học tập thì chúng ta có tài liệu học chính thức là quyển bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa của nhà xuất bản Y học năm 2013. Thứ hai là giáo dục và nâng cao sức khỏe của nhà xuất bản Y học cũng năm 2013. Thứ ba là các cái bài giảng trên lớp của giảng viên. Đấy là tài liệu học chính thức. Về tài liệu tham khảo, chúng ta có tài liệu thứ nhất là cuốn khoa học hành vi và truyền thông giáo dục sức khỏe. Đây là quyển giáo trình dùng cho đào tạo bác sĩ y học dự phòng. Nếu ai mà có nhu cầu muốn nâng cao cái kỹ năng giao tiếp và truyền thông giáo dục sức khỏe thì chúng ta sẽ học thêm quyển này. Thứ hai là hướng dẫn thực hiện giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế. Cái này thì không có tài liệu bản copy mà chỉ có bản mềm. Các bạn muốn tham khảo cái này thì các bạn download ở trên mạng. Có là hướng dẫn thực hiện kỹ năng giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế do Bộ Y tế phát hành năm 2015. Đấy là tài liệu học tập. Về phương pháp học tập thì đầu tiên là chúng ta phải cô sẽ trình bày cho các em cái bài giảng một cách ngắn gọn. Thứ hai là các em sẽ làm những cái bài tập cô cho. Thứ ba là các em sẽ thực hành đóng vai trong các buổi thực hành. Thứ tư là các em sẽ tự đọc sách và tài liệu tham khảo. Đấy. Thì đấy là về cái phương pháp dạy và học. Về yêu cầu học tập. Yêu cầu học tập thì chúng ta có một số cái yêu cầu. Cô sẽ giới thiệu sơ bộ, còn nếu các em sẽ về đọc kỹ
Nếu như mà chưa rõ chỗ nào thì buổi sau các em hỏi cô sẽ giải đáp. Thứ nhất là chúng ta phải tham dự được từ 80% số buổi học lý thuyết, là chúng ta có 7 buổi học lý thuyết tất cả. Thì các em phải tham dự được ít nhất là 5 buổi. Bởi vì chúng ta có 80%, 7 nhân 8 là 56, đúng không? Thì cô cho phép các em được ít nhất 5 buổi. Nhưng tất nhiên là nếu 5 buổi các em mất 2 buổi là các em lại mất điểm chuyên cần. Nên là cố gắng là không nên thiếu buổi nào. Tham dự đầy đủ các buổi học thực hành, tức là không được vắng buổi thực hành nào. Riêng về các buổi thực hành thì cô cho phép các em, nếu như chúng ta là lớp học buổi chiều đúng không? Nếu như các em có lý do bất khả kháng thì các em có thể học trước vào buổi sáng, nhưng mà mỗi người cô cho phép một buổi thôi. Còn nếu mà các em mà thay đổi nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến cái lớp kia, vì là nhà trường đã sắp xếp theo cái cấu trúc hợp lý rồi. Thì đấy là về các buổi học thực hành. Về điểm môn học, chúng ta có điểm chuyên cần là nếu mà đi học đầy đủ đúng giờ thì các em được 10% điểm chuyên cần, tức là được một điểm. Điểm thái độ, các em chấp hành tất cả các cái quy định của bộ môn, chuẩn bị bài trước theo sự phân công trong lớp, tích cực tham gia thì các em cũng được 10% điểm, tức là một điểm trên 10 điểm. Còn điểm thành phần thì được 20%. Tí nữa cô sẽ nói rõ cái điểm thành phần. Điểm thi học phần là điểm thi cuối cùng, thi trắc nghiệm được 60%, tức là tương đương với 6 điểm. Thế riêng cái điểm thành phần thì cô nói rõ như thế này. Điểm thành phần nó có hai điểm, là điểm kiểm tra lý thuyết và điểm thực hành. Điểm kiểm tra lý thuyết chúng ta được hệ số 1. Đấy, hệ số 1, nhưng mà nó lại có hai cái loại điểm là điểm kiểm tra thường xuyên, tức là điểm 15 phút, và điểm kiểm tra giữa kỳ. Điểm kiểm tra thường xuyên cộng với điểm kiểm tra giữa kỳ nhân 2 chia cho 3 thì sẽ ra cái điểm kiểm tra lý thuyết hệ số 1. Đấy. Thế còn điểm thực hành thì là hệ số 2. Ví dụ điểm lý thuyết chúng ta trung bình được 7 điểm chẳng hạn. Chia cộng vào chia rồi được 7 điểm. Điểm thực hành thì sẽ chấm tất điểm tất cả các buổi thực hành. Cộng số điểm của 7 buổi thực hành chia cho 7 thì bằng điểm thực hành. Ví dụ chia đều ra chúng ta được 8 điểm thực hành chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ được hệ số 2, tức là 8 nhân 2 bằng 16 cộng với 7 là 23. 23 sau đấy chúng ta chia cho 3 thì sẽ ra điểm kiểm tra thành phần. 23 chia 3 thì chúng ta được 7 phẩy mấy nhỉ? 7,7 đúng không? Đấy, cái cách tính điểm kiểm tra thành phần là như thế. Còn một cái quy định nữa là nếu các em đi muộn quá 15 phút, tức là vừa rồi cô điểm danh tất cả những bạn có là coi như đúng giờ, đúng không? Thế, vắng 10, chậm 15 phút thì bị trừ 0,1 điểm. Còn trên 15 phút thì coi như vắng. Nếu mà vắng không có phép thì bị trừ 0,2 điểm trên một buổi. Cho nên là lúc nãy cô nói là các em tối thiểu là phải đi học đủ 5 buổi để được thi. Nhưng mà các em được thi thôi nhưng em lại bị trừ mất 2 buổi là 0,4 điểm rồi, đúng không? Không sử dụng điện thoại, không nói chuyện trong giờ học, không ăn trong giờ học. Đó, cô nói ở đây trong lớp là nói chung. Còn các em không, trong giờ các em đang học online các em cũng không nên ăn, nó ảnh hưởng đến cái tập trung nghe giảng. Đấy là yêu cầu về học tập. Bây giờ cô, các em có hỏi gì về cái phần lúc nãy không nhỉ? Không ạ. Ừ, giả sử có hỏi gì thì để buổi sau họ đọc kỹ rồi hỏi một thể nhé. Thế còn bây giờ thì cô trao đổi với các em cái bài đại cương về giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Đây là bài đầu tiên của môn học này và bài này là 4 tiết. Thực ra 4 tiết nhưng mà các em đã mất mất nửa tiếng để giới thiệu cái phần kia rồi, đúng không?
Thế cho nên là chúng ta sẽ khẩn trương để cho khỏi kết thúc muộn. Thế mục tiêu học tập của bài này, chúng ta có 5 mục tiêu tất cả. Thứ nhất là trình bày được khái niệm phân loại giao tiếp. Thứ hai là phân tích được vai trò của giao tiếp trong chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là trình bày được các kỹ năng. Cô xin lỗi, cái này là cô thừa mất một chữ năng này. Trình bày được các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Thứ tư, phân tích được các phương pháp chính để rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Và thứ năm là vận dụng được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong học tập, trong cuộc sống hàng ngày. Đấy, tức là sau cái bài học này thì chúng ta vận dụng được các kỹ năng trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Còn cái mục tiêu của môn học cũng là vận dụng các kỹ năng giao tiếp. Nhưng mà sau khi học xong cả môn học thì chúng ta phải vận dụng được vào trong học lâm sàng, trong chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong thực hành nhiệm vụ chuyên môn. Đấy. Các em rõ mục tiêu học tập chưa? Nghe rõ chưa nhỉ? Các em có nhìn thấy không? Nhìn rõ không? Em khó nhìn thấy ạ. Ừ, được rồi. Bây giờ cái cô sẽ giới thiệu từng nội dung một. Cái phần một của bài này là cô giới thiệu về cái đại cương về giao tiếp. Thế, trước hết là cô trình bày cái khái niệm về giao tiếp. Bây giờ thế này nhé, cô có một cái quy định như này. Khi cô đặt ra câu hỏi, bạn nào mà xung phong trả lời, mà trả lời đúng thì cô sẽ ghi nhận một lần trả lời đúng, và sau này cô sẽ ghi nhận cái nhiều lần xung phong trả lời đúng, được nhiều cái ghi nhận của cô thì sẽ được cộng điểm. Thế thì các em, nhưng mà nếu mà các em không xung phong mà để cô phải gọi tên thì không được cộng điểm. Các em hiểu rõ chưa? Rồi, thế bây giờ cái nội dung đầu tiên cô muốn hỏi các em là giao tiếp, khái niệm giao tiếp có nghĩa là như thế nào? Các em nói theo cái cách hiểu của các em. Là có người xung phong không? Có ai xung phong không nhỉ? Em ơi. Em tên là gì nói luôn? Lớp nào? Có một bạn nữa đây cô. Thì em, ai người xung phong đầu tiên thì nói cho cô biết nào. Em nói đi. Em tên là gì, ở lớp nào? Thôi, bạn nữa nói trước đi. Thế bạn nào nói trước thì cứ nói. Theo em thì giao tiếp là cách tương tác giữa người với người ạ. Có thể là bằng lời nói hoặc bằng cử chỉ hành động. Thế thì nhưng mà phải nói luôn cho cô tên và lớp. Em là Minh Hải lớp 03. Đấy, nói thật nhanh cho cô để cô tìm Minh Hải lớp 03. Trước khi mà các em phát biểu, các em nói luôn để trong lúc các em phát biểu là cô tranh thủ cô tìm tên nhé. Nào, thế bạn thứ hai lúc nãy vừa nhường đấy thì bạn có thể nói tiếp rõ hơn không hay bổ sung không? Em là Hải lớp 01 ạ. Lưu Trần Hải. Rồi, Hải nói đi. Theo em nghĩ thì giao tiếp là một hành động để truyền tải một cái ý đồ, một cái ý tứ của một cái người này đến một cái người khác qua những cái dấu hiệu, biểu tượng, quy tắc giao tiếp mà cả hai bên cùng phải hiểu. Cảm ơn em. Thế nhưng mà chỉ là hành động thôi à? Đó là cái hành động truyền tải ý đồ thì nó có thể là qua cử chỉ hay là qua lời nói hay là viết tay hay hình ảnh hay là các dữ liệu linh tinh thì nó cũng là giao tiếp ạ. Không được nói là linh tinh nhé. Rồi, được rồi, cảm ơn em Hải. Như vậy là cô thấy là cả hai bạn phát biểu đều có ý đúng, đúng không? Nhưng mà đã đủ chưa nhỉ? Đủ chưa các em?
Có ai có thể bổ sung thêm không? Không có ai. Em ạ. À. Ừ, em tên là gì? Em tên là Saibun Nidim, lớp 01 ạ. 01. Ừ. Ờ, tên của em cô chưa tìm thấy. À, Ly Kỳ hả em? Jim ạ. Gì nhỉ? Cô chưa tìm được. 01 à? Dạ, em lớp 01 ạ. À, Dim đúng không? Dạ. Ừ, nào mời em. Sau tiếp là hoạt động giao lưu trực tiếp giữa con người với con người ạ. Ừ. Còn nữa không? Ừ, thế rồi. Thế bạn gì vừa nãy muốn phát biểu đấy, nói tiếp cho cô xem nào. Em tên là Sơn, lớp 01. Ừ. Rồi, Tấn là Sơn. Cô là giao tiếp theo. Vâng ạ, phải ạ. Ừ. Theo ý hiểu của em là giao tiếp là hoạt động giao tiếp là hoạt động giữa hai người hoặc nhiều người nhằm truyền tải thông tin dựa trên ngôn ngữ, hành động cơ thể hoặc là lời nói. Ừ. Còn nữa không? Dựa trên cử chỉ nét mặt nữa. Theo em hiểu thế đấy. Ừ, rồi. Ờ, như vậy là tất cả các bạn phát biểu đều đúng cả. Nhưng mà chưa bạn nào đầy đủ. Thế bây giờ cô thử chiếu lên đây cho các bạn xem là cô, cái ý cô nói chưa đủ là thế nào? Ở chỗ nào? Các em nói đều có những cái ý ở trong những cái nội dung này rồi. Thế nhưng mà còn một ý nữa mà chưa được các em nói đến là ở chỗ nào? Em là Trung Lan lớp 03. Theo em thì các bạn nói đều có ý đúng, nhưng mà cái ý thiếu ở trong slide của cô đã nêu đấy là mục đích giao tiếp. Mục đích giao tiếp cũng chưa đủ là phải gì? Chia sẻ thông tin ạ. Không, vẫn cái ý đấy chứ không phải chia sẻ thông tin các bạn nói rồi. Nhằm, phải nhằm đạt được mục đích giao tiếp, đúng không? Cái ý này thì bạn thứ hai lúc nãy phát biểu cũng đã nói đến một chút rồi nhưng chưa rõ ràng, đúng không? Ừ, em là gì? Em là Thanh Loan lớp 03. Thanh Loan lớp 03. Ừ, được rồi. Cô cảm ơn bạn Thanh Loan. Đấy, như vậy là mỗi người, chúng ta thấy không, mỗi người đóng góp một ý kiến và chúng ta có một cái khái niệm đầy đủ về giao tiếp, đúng không? Thì cái khái cái khái niệm giao tiếp, cái nghĩa của từ giao tiếp ấy, tiếng Anh nó là communication và còn tiếng Latin thì nó là communicate, nó có nghĩa là chia sẻ. Thế còn những cái ý mà giao lưu tiếp xúc giữa con người với con người hay là giữa các bên trong tham gia chia sẻ thông tin cảm xúc thì còn thiếu một cái ý quan trọng nhất, đấy là gì ạ? Phải đạt được cái mục đích của giao tiếp. Thế còn nếu mà chỉ là những cái hoạt động ở trên thì chúng ta cũng chưa đủ, đúng không? Cái mục đích của giao tiếp phải đạt được nữa thì nó mới là cái khái niệm đầy đủ về giao tiếp. Bây giờ chúng ta sang cái loại thứ hai, cái nội dung thứ hai của phần 1, đấy là phân loại giao tiếp. Thế thì phân loại giao tiếp, người ta có nhiều cái cách phân loại giao tiếp khác nhau. Tất nhiên là nó chỉ khác nhau về cách phân loại, còn nội dung của nó thì vẫn như thế. Thế năm cái cách đấy là gì ạ? Thứ nhất là theo tính chất tiếp xúc. Thứ hai là theo vị thế trong giao tiếp. Thứ ba là theo ngôn ngữ. Thứ tư là theo mục đích giao tiếp. Và thứ năm là theo phạm vi giao tiếp. Bây giờ bạn nào có thể nói cho cô năm cái phân cách phân loại này thì mỗi cách nó có cái loại giao tiếp nào nào? Em ạ. Ừ, em tên là gì? Em là Bùi Quang Anh của lớp 02 ạ.
Ừ, rồi con anh. Em theo cô thì cái đầu tiên em thấy là theo tính chất tiếp xúc thì em nghĩ là sẽ có hai loại, đó là trực tiếp hoặc là gián tiếp. Và còn về cái vị theo vị thế trong giao tiếp ấy, thì có thể là theo thế mạnh hoặc thế yếu hoặc là thế cân bằng. Và về theo ngôn ngữ thì em nghĩ là có thể giao tiếp bằng lời hoặc là bằng cử chỉ ánh mắt. Gọi là gì nhỉ? Không lời. Rồi. Không lời. Còn cái theo mục đích giao tiếp thì có thể là để truyền đạt thông tin, để có thể để biết được hoặc là để hiểu hoặc là để hướng tới một cái hành động, một cái công việc cụ thể nào đó. Hoặc là một sự cộng tác nào đó với nhau trong cái giao tiếp đấy. Và còn theo phạm vi giao tiếp thì có thể là ở bên trong, trong nội bộ với nhau hoặc là bên ngoài. Như vậy là Quang Anh nói rất là đúng, đúng không? Nhưng mà cô hỏi này, cô trộm nghĩ không biết là đấy là theo suy nghĩ của em hay là em đã đọc được ở đâu? Em đã có sách chưa? Em đang tham khảo theo sách rồi. Em đang tham khảo theo sách đúng không? Em có sách dưới tay rồi à? Dạ vâng. Thế thì thế này, cô khuyên một cái điều là thế này. Các em không nên đọc ở trong sách ra, mà khi cô hỏi thì các em cứ huy động cái tư duy của các em trước đã, xem nó đã đúng với lại cái mà cô chờ đợi hay chưa. Chứ còn các em đọc ở sách ra thì cái đấy nó, các em có thể về đọc sau mà đi. Trong lúc mà cô giảng bài mà các em lại đi đọc sách thì nó sẽ không có ý nghĩa, vì các em lại không nghe cô giảng, đúng không? Em vừa sách vừa kết hợp slide cô luôn, vừa kết hợp kiểu nghe giảng và sách luôn, nên là cô không thôi nhá. Thế lần sau ấy thì cứ chú ý tập trung nghe giảng đã. Tuy nhiên có 5 cái cách phân loại như thế này, nhưng mà thực ra ấy thì về bản chất nó vẫn là những cái như vậy thôi, chứ nó không phải là có 5 cái loại như thế này riêng biệt. Và cái bài học hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các em tập trung vào cái phân loại theo ngôn ngữ, thì có giao tiếp bằng lời và giao tiếp không lời. Và chúng ta sẽ chỉ học cái phần này thôi, còn những cái kia thì chúng ta biết để như thế. Bây giờ chúng ta sang cái phần thứ 3 là vai trò của giao tiếp trong chăm sóc sức khỏe. Thì các bạn có biết cái số 1 này có nghĩa là gì không? Số 1 này là thể hiện cái gì? Không phải là ý thứ nhất mà cái slide thứ nhất. Vì cái nội dung này nó có nhiều, nó không phải là chỉ trình bày trong một slide, nên cô phải để như thế này. Thứ nhất là giao tiếp trong chăm sóc sức khỏe nó giúp nâng cao kiến thức, nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe và về các giải pháp về sức khỏe. Thế thì ví dụ như thế này, hiện nay chúng ta có một cái vấn đề sức khỏe đang là vấn đề nóng của cả nước cũng như là của toàn cầu. Đấy là vấn đề về gì nhỉ? Gì các em? Dịch COVID. Cái mà đang khiến chúng ta phải học online đúng không? Đấy là dịch COVID. Thế thì cái vai trò ở đây nó giúp cho người ta có kiến thức, hiểu biết về cái dịch bệnh này. Và các cái giải pháp để phòng chống cũng như là chữa trị khi mà trở thành F0, đúng không? Đấy, thì cái vai trò của giao tiếp là như vậy. Cái thứ hai, nó tác động đến kiến thức, thái độ, niềm tin và chuẩn mực xã hội liên quan đến sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Thế thì cái giao tiếp là chúng ta tác động đến cái đối tượng giao tiếp của chúng ta để có kiến thức, thay đổi thái độ và những cái niềm tin, cái chuẩn mực xã hội giúp cho chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Thì đấy, cái vai trò thứ hai của giao tiếp trong chăm sóc sức khỏe là như vậy. Cái thứ ba là
chỉ ra lợi ích của thay đổi hành vi và thúc đẩy các hành vi chăm sóc sức khỏe. Ví dụ chúng ta vừa nói đến cái dịch COVID, đúng không? Cái lợi ích của cái hành vi, của cái thực hiện những cái hành vi trong cái cụm 5K, đúng không? Trước đây ấy, thì nói thật ra không phải ai cũng đã thực hiện những cái hành vi như vậy. Nhưng vừa rồi, do chúng ta có hiểu biết, cho nên là bây giờ mọi người chấp hành cái 5K rất là tốt, đúng không? Và đấy cũng là cái yếu tố góp phần thành công trong cái kiểm soát dịch COVID. Nhờ có chỉ ra những cái lợi ích của hành vi. Ví dụ như chúng ta thấy cái hành vi đeo khẩu trang là quan trọng đầu tiên trong cái phòng chống bệnh COVID, bởi vì nó ngăn chặn cái đường vào của virus, đúng không? Cái tiếp nữa là nó giải thích, minh họa những cái kỹ năng cần thiết cho chăm sóc sức khỏe. Cái tiếp theo đấy là gì ạ? Giúp cá nhân, cộng đồng nhận biết, loại bỏ những cái niềm tin hay những quan niệm sai lệch về sức khỏe. Thì cô nói là trong mỗi một cái nội dung mà cô trình bày ở đây ấy, đều có một cái câu hỏi. Sao hả em ơi? Bạn nào vừa nói gì đấy, nói lại cho cô nghe xem nào. Cả lớp ơi, ai vừa nói gì đấy? Alo, cô ơi, cho em điểm danh nhé. Khi cô đang nói thì em không được điểm danh, mà em phải chờ lúc nào cô dừng thì em mới nói nhé. Đừng có làm ảnh hưởng đến cả lớp nhé. Em tên là gì nào? À, vâng ạ. Lúc này em không nói đâu. Em Trung Quân của ạ. Gì? Em Nguyễn Trung Quân ạ. Lớp nào? 01 ạ. 01 á? Vâng ạ. Một làm gì có bạn Quân nhỉ? Nguyễn Trung Quân là 2401 có. Em là lớp nào? Lớp cô 2401 có. Em thấy tên, cô thấy tên của em ở lớp 03 đây. 01 có Tiến Quân không? Nguyễn Tiến Quân. Quân không ạ? Hả? Nguyễn Trung Quân. À, Nguyễn Trung Quân hả? Vâng ạ. Nguyễn Trung Quân đây rồi. Vâng. Em đi muộn đấy nhá. Vâng, em cảm ơn cô. Thôi bây giờ cả lớp rút kinh nghiệm, đừng có chặn lời cô như này mất thì giờ nhá. Vâng ạ. Thế thì cô lấy ví dụ một cái ý là cái vai trò giao tiếp trong chăm sóc sức khỏe là giúp cá nhân, cộng đồng nhận biết, loại bỏ niềm tin hoặc những quan niệm sai lệch về sức khỏe. Thế trong câu hỏi trắc nghiệm của cô có một cái câu hỏi, cô lại không nói như thế này. Cô nói là giúp cá nhân, cộng đồng loại bỏ các niềm tin về sức khỏe. Thì câu đấy là câu đúng hay câu sai? Thế thì các em đừng có chọn cái câu đấy nhé. Chứ không là những cái năm trước có một cái câu hỏi như vậy là có bạn là cứ nói thấy niềm tin sức khỏe cái là khoanh luôn, cái là vào đúng cái ý sai. Tiếp theo là nó có vai trò củng cố kiến thức, thái độ và hành vi về chăm sóc sức khỏe. Tại sao lại nói củng cố? Bởi vì nếu như không củng cố thì người ta sẽ lại bị mai một đi, đúng không? Và khi mai một đi thì nó lại không có cái vai trò trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nữa. Cho nên là cái giao tiếp hàng ngày nó cũng có góp phần để củng cố cái kiến thức, thái độ và hành vi về chăm sóc sức khỏe. Một cái nữa là nó giúp phát triển các mối quan hệ để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sức khỏe. Các mối quan hệ, tức là chúng ta tạo ra hay là phát triển những cái mối quan hệ với các đối tác,
có thể là đối tác bên ngoài, có thể là đối tác trong nội bộ, nhưng mà nó làm cho cái các cái điều kiện về chăm sóc sức khỏe được phát triển thuận lợi, và như vậy thì nó tạo điều kiện để phát triển sức khỏe. Nó vận động cho các vấn đề về sức khỏe hoặc các hành động hướng tới sức khỏe. Chúng ta thấy rõ nhất trong cái đợt là dịch bệnh COVID này, chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta vận động, chính phủ cũng như là Bộ Y tế đã vận động được rất nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất và tiền, thuốc, vaccine cho gì nhỉ? Cho phòng chống dịch COVID. Các em có thấy thế không? Em có. Rất là rõ đúng không? Hàng ngày báo đài rồi là báo viết chúng ta đều thấy. Thế thì các bạn có thấy là chính phủ thành lập ra hẳn một cái tổ chức gọi là tổ chức vận động vaccine đúng không? Quan hệ ngoại giao vaccine để có đủ vaccine tiêm cho người dân ở trong nước. Đấy, cái vai trò của giao tiếp nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai, là một cái phần mà nó chiếm cái thời gian nhiều nhất trong cái buổi học hôm nay. Đấy là một số kỹ năng giao tiếp cơ bản mà buổi hôm nay cô sẽ trình bày với các em, có 12 cái kỹ năng. 12 cái kỹ năng. Thì kỹ năng đầu tiên là cái giao tiếp không lời. Tại sao cô lại trình bày kỹ năng giao tiếp không lời đợi trước? Là vì cái giao tiếp không lời nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái hiệu quả của giao tiếp. Tí nữa cô sẽ giới thiệu với các em một số cái nghiên cứu để các em thấy rõ cái vai trò của giao tiếp không lời. Thế cái khái niệm của giao tiếp không lời đấy là gì ạ? Tiếng Anh nó dùng cái từ là non-verbal communication, tức là giao tiếp không dùng lời nói. Thì ở đây cái khái niệm tiếng Việt của chúng ta là gì? Những cái giao tiếp nó thể hiện thông qua cái sự vận động của cơ thể. Ví dụ như nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, dáng điệu, tư thế, sự di chuyển, giọng nói và còn nhiều thứ nữa. Nó giúp cho cái giao tiếp nó hiệu quả hơn. Đấy là cái khái niệm về giao tiếp không lời. Đây chúng ta thấy cô có một số cái hình ảnh về giao tiếp không lời. Các bạn nhìn vào đây, các bạn thấy cùng là một cái khuôn mặt nhưng nó có rất nhiều cái biểu hiện khác nhau, đúng không? Và mỗi cái biểu hiện này nó thể hiện một cái ý nghĩa riêng của nó. Và bây giờ cô thấy là trong giao tiếp hàng ngày với nhau là cánh trẻ sử dụng rất nhiều những cái biểu tượng này, đúng không nhỉ? Các em trẻ là dùng rất nhiều đấy. Cô thì cô cũng dùng nhưng mà không nhiều lắm đâu, bởi vì thực ra thì cũng không có thời gian để tìm kiếm những cái biểu tượng nó phù hợp. Nhưng mà cô thấy các bạn trẻ khi mà giao tiếp với nhau là rất là nhanh để tìm kiếm ra những cái biểu tượng này. Bây giờ sang cái phần thứ hai là vai trò của giao tiếp không lời. Thế bây giờ cô đặt câu hỏi, nhưng mà cô không muốn các em đọc sách để cho cô đâu, mà cô đọc từ trong sách ra mà các em hiểu như thế nào về vai trò của giao tiếp không lời thì nói cho cô nghe. Nào, bạn nào xung phong nào. Có bạn nào xung phong không? Em. Cô mời em. Em nghĩ giao tiếp không lời thì có thể là giao tiếp qua ánh mắt của mình hoặc là qua những cái cử chỉ hành động. Thì gọi là giao tiếp không lời. Không, cô đang hỏi cái đó cô nói ở trên rồi, đúng không? Còn đây là cô hỏi cái vai trò của giao tiếp không lời, hay là cái giao tiếp không lời nó có ý nghĩa như thế nào trong giao tiếp? Em ạ, Nguyễn Diệu Linh, K2402 ạ. Nào Linh. Em thưa cô, em nghĩ vai trò của giao tiếp không lời đó chính là để muốn kiểu
chia sẻ những thông tin tế nhị đến người khác mà không muốn cho nhiều người biết. Ừ. Gì nữa? Đấy, em nghĩ là nó chỉ chia sẻ một cách tế nhị và một cách kín đáo. Ừ. Em nghĩ là cái không lời này từ sẽ từ, buộc. Từ từ để cô hỏi Linh thêm đã. Nào Linh, em ví dụ cho cô một cái như thế nào nào? Ví dụ như là bạn em đang có những cái hành động mà người khác nhìn vào có thể thấy là đang không lịch sự, thì em sẽ dùng những cái hành động ví dụ như là khều chân hoặc là lườm chẳng hạn để có thể thể hiện được là mày đang cậu đang làm những cử chỉ đang không đúng kiểu thế. Rồi cô rõ cái ý của em rồi. Nào thế còn bạn nào nói thêm nào? Diệu Linh rồi, bạn nào nói thêm? Em nào, em hai bạn. Bạn gái nói trước đi, first lady. Em nghĩ là giao tiếp con người thì mình sẽ biết tự kiềm chế cảm xúc và sẽ tinh tế hơn. Tinh tế hơn. Gì nữa? Như là mình cũng có thể tự ý thức được và điều khiển được ngôn ngữ của cơ thể mình. Rồi. Nào, thế bạn Nam đang nói, bạn có thể có ý kiến gì khác không? Em ạ, Minh Hải 03 ạ. Minh Hải 03. Nếu cô ví dụ như là trong khi mà có những bệnh nhân bị khiếm thính ấy, thì giao tiếp không lời sẽ đóng vai trò rất là quan trọng. Đấy. Rồi, cảm ơn các em. Bạn Nam lúc nãy muốn nói, có muốn nói thêm không? Em ạ. Em cảm thấy là cái giao tiếp không lời thì nó sẽ bổ sung cho cái giao tiếp có lời. Ví dụ như cái ánh mắt hoặc là những cái cử chỉ kiểu tay chân khi bắt tay thì sẽ làm tăng thêm cái sự tin tưởng của mình đối với tin tưởng của nhau đối với những người mà mình cần giao tiếp ạ. Còn là ánh mắt thì đôi khi mình chưa kịp thể hiện qua lời nói, giao tiếp thì mình có thể dùng ánh mắt đầu tiên để gây sự chú ý từ họ và là gây một sự thiện cảm nào đó từ đối phương. Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà em tên là gì? Em là Quang Anh ạ. Nào, cô yêu cầu những gì nào? Rồi, em là Bùi Quang Anh, nó không hay ạ. Đấy, phải nói như thế. Và khi các em định nói thì các em nói việc đấy trước, bởi vì là cô, trong lúc các em nói, cô có thể tranh thủ tìm tên các em để đỡ mất thời gian. Đấy, thế như vậy là tất cả các bạn nói thì đều có phần đúng, nhưng mà chưa đủ tất cả. Nhưng góp lại thì chúng ta lại gần đủ. Đấy là gì ạ? Giao tiếp không lời. Chưa hết là nó bổ sung vào ngôn ngữ bằng lời như là bạn Quang Anh vừa nói, đúng không? Tức là bằng lời nói nó chưa đủ. Mà chúng ta cùng với cái không lời nó sẽ làm tăng cái ngôn ngữ, cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ chúng ta nói lên. Ví dụ như là Quang Anh nói yêu bạn nào đó và cùng với cái ánh mắt rất là tha thiết, gần gũi nữa thì là nó càng thêm cái ý nghĩa của những cái lời nói, đúng không? Đấy. Nó tăng cái sức thuyết phục hay là hiệu quả của lời nói lên này. Đấy. Nó có thể bộc lộ cái cảm xúc của một người nào đó và nó thể hiện cái nghi lễ, ví dụ như là bắt tay hay là cúi đầu. Đấy. Là chúng ta thấy là nghi lễ bắt tay, tức là trong những cái cuộc gặp gỡ formal, tức là cái cuộc gặp gỡ chính thức quan trọng, người ta thường bắt tay, đúng không nhỉ? Đấy, để thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên với nhau. Hoặc là cúi đầu khi chúng ta chào hỏi, hoặc là cùng với bắt tay chúng ta hơi cúi đầu về phía người mà chúng ta muốn bắt tay, nó càng thể hiện thêm cái gì nhỉ? Cái sự tôn trọng đối với người mà chúng ta bắt tay. Hoặc là khi chúng ta chào những người lớn tuổi hơn. Cô, khi mà cô đi trong trường ấy, nhiều khi cô gặp các bạn rất là cô cảm thấy rất là
rất là đáng yêu ở chỗ là các bạn chào cô và cũng hơi cúi đầu một chút. Và cô cảm thấy như thế là rất là tôn trọng cái người mà mình chào. Mà đấy nó cũng là chính là cái nét rất là đẹp của văn hóa Việt Nam đấy. Thế còn lúc nãy có bạn nói là ví dụ như chúng ta dùng với những người khiếm thính chẳng hạn cũng rất là quan trọng. Và cô kể cho các bạn một cái chuyện vui như thế này để chúng ta thấy cái ngôn ngữ không lời nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta không thể dùng ngôn ngữ để thể hiện được. Ví dụ như này, cô có một lần cô đi công tác với một đồng nghiệp của cô, thì cái cô này cô ấy không biết tiếng Anh. Thế cô ấy, nhưng mà cô lại rất là tự tin, cô ấy không sợ cái gì cả. Cô ấy đi ra siêu thị, cô muốn mua một cái máy sấy tóc. Cô ấy biết cái loại máy sấy tóc đấy là tốt rồi. Thế cô ấy đi vào cái hàng sấy tóc, cô mới hỏi cái người bán hàng ấy là cô muốn mua cái máy sấy tóc. Thế thì cô hỏi xem là cái gian hàng để máy sấy tóc ở đâu. Thế nhưng cô không biết hỏi bằng tiếng Anh. Cô ấy vừa dùng tay cô làm cái động tác sấy tóc ở trên đầu và cô ấy dùng lời nhưng mà không phải là tiếng Anh mà tiếng pha trộn, tức là cô bảo she hot. Đấy. Các em nghe thế thì các em có thể hiểu được là cần máy sấy tóc không? Em nghĩ có lẽ là không. Kết hợp với cái tay cô làm cái động tác. Mà tay thì có, nếu mà động tác thì mình có thể hiểu được một phần nào đó. Thế cộng với hot, cộng với xì xì nữa thì người ta tức là kết hợp tất cả thì người ta hiểu rằng là đấy là mua cái máy sấy tóc và cái cô mà bán hàng, cô mới dẫn cái cô bạn cô đến cái gian hàng chuyên bán về máy sấy tóc. Thế cô có biết đâu, về sau này cô ấy kể lại với cô thì cô thấy là cô này rất giỏi ngôn ngữ không lời đấy. Hay là các em thấy là ở hiện nay có những bạn thì rất giỏi tiếng Anh rồi, chúng ta rất tự tin để trình bày tiếng Anh, nhưng cũng có những người chưa, thì khi nói là chúng ta thường hay dùng cả tay cả đầu, đúng không nào? Thì đấy là ngôn ngữ không lời đấy, để bổ sung vào ngôn ngữ bằng lời, vì chúng ta chưa đủ cái ngôn ngữ bằng lời để giải nghĩa cho cái mà chúng ta định nói. Thế bây giờ chúng ta sang cái ví dụ đây này, cô nói cái vai trò của ngôn ngữ không lời rất là lớn, bởi vì có những cái nghiên cứu người ta đã thấy này, 93% hiệu quả giao tiếp được quyết định bởi các yếu tố không dùng lời, có nghĩa là lời nói chỉ còn có 7% thôi, đúng không? Đây là một cái nghiên cứu của một chuyên gia về nhân sự của Mỹ. Thế độc lập với cái nghiên cứu này cũng có một cái nghiên cứu khác, thì lại cũng chỉ ra một cái kết quả tương tự là gì ạ? Cái hiệu quả của giao tiếp được quyết định có 7% bởi từ ngữ thôi, còn lại là bởi chất lượng giọng nói. Mà chất lượng giọng nói ở đây cũng chính là ngôn ngữ không lời các em ạ. Và 55% là bởi cái giao tiếp không dùng lời. Như vậy là chúng ta thấy hai cái nghiên cứu lớn này đều cho thấy cái hiệu quả giao tiếp được quyết định phần lớn là bởi ngôn ngữ không lời. Thế để cho chúng ta thấy nó rất quan trọng. Bây giờ chúng ta sang cái thứ ba là các loại giao tiếp không lời. Cái phần này thì đơn giản thôi, các em cũng đã điểm đến ở trên. Thứ nhất là cái cử chỉ, hay còn gọi là ngôn ngữ cơ thể. Đấy là các động tác này, sự di chuyển này, ánh mắt này, nét mặt hoặc là nụ cười, vân vân. Đấy là cử chỉ của cơ thể. Thứ hai là những cái từ tượng thanh, tức là từ không có nội dung, hoặc là những cái ngừng nghỉ trong quá trình đang nói. Đấy cũng là những cái ngôn ngữ không lời. Cô lấy ví dụ như này. Khi mà các em đề xuất với một người nào đó một cái yêu cầu của các em, nếu như người ta quyết định ngay thì không có vấn đề gì. Nhưng cũng có những trường hợp
là ví dụ như này chẳng hạn, các em bảo là hôm nay cho lớp nghỉ lúc 3 giờ. Thế thì cô không thể là quyết định ngay được. Cô sẽ có những cái từ nó không có nội dung, nhưng mà để trong lúc dùng những cái từ như thế là cô sẽ cân nhắc và có những quyết định sau đó. Ví dụ cô bảo để cô nghĩ xem đã, thì như thế đấy là những cái từ tượng thanh, và nó thể hiện một cái là cô còn phải cân nhắc chứ cô chưa quyết định được ngay. Đấy. Thế cái thứ ba là cái tiếp xúc về mặt thể chất, ví dụ như bắt tay này, ví dụ như ôm hôn này. Đấy. Thì đấy là tiếp xúc về mặt thể chất. Thì những cái này là để chúng ta thể hiện đối với những cái người mà, ví dụ bắt tay là với những cái người mà chúng ta tiếp xúc về mặt công việc. Thế còn ôm hôn thì đôi khi cũng là trong công việc, nhưng nó thể hiện cái tình cảm mà chúng ta dành cho những cái người đấy. Một cái nữa là cái khoảng cách giữa các cá nhân trong giao tiếp, nó cũng thể hiện đấy là cái giao tiếp không lời. Ví dụ cái khoảng cách công cộng là khi người ta tiếp xúc hay là thuyết trình trước một đám đông, thì thường cái khoảng cách đó nó phải từ 3 mét rưỡi trở lên. Đấy. Cái khoảng cách thứ hai là khoảng cách xã hội, tức là giữa những con người với nhau trong xã hội. Thì cái này thông thường là khoảng cách từ 1m2 đến 3m5. Thế khi nào thì người ta áp dụng cái khoảng cách này? Nó là áp dụng, nhưng mà nhiều khi nó trở thành một cái phản xạ tự nhiên rồi, chứ không phải là lúc bây giờ chúng ta mới nghĩ xem là nên bao nhiêu đâu. Người ta được học cái này, nhất là ở các cái nước phát triển ấy. Người ta được học cái giao tiếp này từ nhỏ, và lớn lên nó hình thành như là một cái phản xạ rồi, không cần phải suy nghĩ nữa. Ví dụ như này, chúng ta đi đường, chúng ta bị lạc đường hoặc chúng ta chưa biết đường, chúng ta muốn hỏi một cái người trên đường, thì giữa chúng ta với người đó là chưa quen biết, đúng không? Thì chúng ta phải đứng cách xa ít nhất là 1m2 để chúng ta hỏi. Chứ nếu mà chúng ta lại sấn lại gần là mình dễ bị hiểu nhầm, là mình tấn công họ, thì người ta sẽ tránh ra, hoặc người ta sẽ có những cái phản ứng bảo vệ, tự vệ, là sẽ đôi khi sẽ nguy hiểm. Nên là chúng ta cũng phải biết cái điều này, để khi mà chúng ta gặp những người lạ, chúng ta muốn hỏi họ cái gì thì chúng ta giữ cái khoảng cách phù hợp. Còn một cái khoảng cách nữa là khoảng cách các cá nhân. Thì khoảng cách này là dùng cho những cái trường hợp thân mật, là nó khoảng từ 0.45 cho đến 1.5 mét. Thì đây là giữa những người bạn hoặc là những người thân với nhau, chúng ta có thể có những cái khoảng cách đấy, nhưng mà không phải là thân mật bình thường. Thế còn khoảng cách thân mật, tức là từ 0.45 mét trở xuống, dưới 0.45 mét. Thế thì áp dụng trong những trường hợp nào? Ví dụ như giữa cha mẹ với con cái, vợ với chồng, người yêu với người yêu đấy, hoặc là bà cháu, ông cháu trong gia đình, những người thân trong gia đình, thì chúng ta có thể là thể hiện cái khoảng cách thân mật. Đấy là những cái rất là tối thiểu mà những người ở các nước các xã hội phát triển người ta đã được học từ bé. Thế thì bây giờ có chúng ta học như thế này để biết chúng ta sẽ vận dụng nó trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng cái quan trọng hơn đấy là chúng ta vận dụng trong nghề nghiệp. Thế bây giờ cô hỏi các em là khi mà tiếp xúc giữa nhân viên y tế với lại người bệnh hoặc người nhà người bệnh, thì chúng ta vận dụng cái khoảng cách nào nhỉ? Em nghĩ là tận dụng theo khoảng cách giữa cá nhân với xã hội là từ 1.2 đến 3.5 mét. Em là Thu lớp IK201 ạ. Thu IK201. Có bạn nào có cái khác không? Thế bây giờ cô hỏi Thu là khi Thu hỏi bệnh
thu đúng cách xa người bệnh 2.5 mét thì có nên có nên khám được không? À, em với cô là em nghĩ trong từng trường hợp đối với từng bệnh nhân thì chúng ta sẽ có những khoảng cách khác nhau ạ. Ví dụ như là khi mà khám trong trường hợp lâm sàng hoặc cấp cứu thì tất nhiên là cái khoảng cách giữa bác sĩ, tức là nhân viên y tế với bệnh nhân thì sẽ được rút ngắn để phù hợp trong cái thao tác khám cũng như là điều trị ạ. Ừ. Thế chúng ta có được dùng cái khoảng cách thân mật không? Em nghĩ là nên duy trì ở mức cá nhân, tức là 0,45 đến 1,5 mét. Em là Minh Thu đúng không? Vâng ạ. Minh Thu 01. Rồi, cô cảm ơn bạn Thu. Thế thì tất nhiên là khi cô hỏi lại thì Thu cũng đã có những cái diễn giải phù hợp. Tất nhiên là khi mà chúng ta mà giao tiếp với người bệnh thì chúng ta không nên dùng cái khoảng cách thân mật bởi vì nó sẽ dễ gây hiểu lầm. Thế thì cái khoảng cách khuyến cáo đấy là gì? Từ 0,45 mét trở lên và tùy từng cái ngữ cảnh mà chúng ta có thể là đứng gần hơn, đứng gần hoặc đứng xa hơn nhưng mà không được dưới 0,45 mét thì đấy là cái quy định về khoảng cách giữa các cá nhân. Một cái loại nữa đấy là trang phục. Trang phục ở đây thể hiện là quần áo hoặc là trang điểm. Thì cái này nó thể hiện cho chúng ta thấy là gì ạ? Cái trang phục này nó giúp cho cái giao tiếp nó được hiệu quả. Ví dụ như các em ở nhà chúng ta mặc quần áo thế nào cũng được, đúng không? Toàn người nhà dễ hiểu nhau. Thế nhưng mà khi ra ngoài một cái thì chúng ta lại phải dùng cái trang phục lịch sự hơn, kín đáo hơn, đúng không? Và ra ngoài cũng tùy công việc, tùy đối tượng chúng ta gặp gỡ mà chúng ta lại sử dụng các cái loại trang phục cũng như cách trang điểm khác nhau để chúng ta đạt được cái hiệu quả giao tiếp là cao nhất. Một cái nữa là cái hoàn cảnh của giao tiếp. Hoàn cảnh giao tiếp có nghĩa là cái không gian, cái vị trí địa lý hoặc là cái bối cảnh của giao tiếp. Làm thế nào để cho đối phương của chúng ta cảm nhận được cái người giao tiếp với mình là đang thể hiện một cái tốt đẹp nhất đối với mình. Chúng ta có từng xem những cái phim tâm lý xã hội, chúng ta thấy là thường khi mà người ta hẹn hò nhau. Hẹn hò ở đây có nghĩa là có thể hẹn hò giữa những người yêu nhau, hẹn hò giữa những người đang có những cái mối quan hệ công việc, thì người ta đều chọn những cái không gian để người ta thể hiện tốt nhất cái sự quan tâm của người ta đối với đối phương, đúng không? Ví dụ giữa những người yêu nhau, người ta thường chọn những cái không gian lãng mạn, những cái không gian mà nó mang lại cái ấm áp, cái gần gũi để thuyết phục đối phương. Đấy, đấy, đấy cũng là một cái loại giao tiếp không lời. Không cần phải nói là anh yêu em, mà chỉ cần là mời đến một cái nơi mà đối phương đã cảm thấy là đấy là cái lời nói tốt hơn cả cái lời nói là anh yêu em, đúng không? Đấy, hay là đối tác, chúng ta đối tác làm ăn cũng thế. Người ta đến những nơi rất là sang trọng là cũng thể hiện là tôi rất là quan tâm đến bạn, đến ông hay đến bà, và tôi trân trọng bà bằng cách là tôi chọn một cái vị trí rất là sang trọng để thể hiện cái sự trân trọng của tôi. Thế đấy là các cái loại giao tiếp không lời, và chúng ta luôn 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 kết hợp các cái giao tiếp không lời này một cách phù hợp nhất. Đấy là cái cách sử dụng giao tiếp không lời. Thông thường thì người ta sử dụng những cái cụm cử chỉ, không nên theo một cử chỉ đơn độc và tách biệt với các cử chỉ khác. Tức là ví dụ như này, khi chúng ta chào một người lớn, chúng ta có thể là cúi đầu cùng với lời nói thể hiện cái sự kính trọng, hoặc là chúng ta bắt tay và hơi cúi đầu khi chúng ta gặp những người rất quan trọng, hoặc là những người lớn tuổi, hoặc là những cái bậc thầy của chúng ta chẳng hạn. Đấy, thì đấy là cụm cử chỉ
Và cái cử chỉ cũng phải được đặt trong cái ngữ cảnh giao tiếp nhất định nữa. Ví dụ như là chúng ta đến những cái nơi mà rất là vui thì chúng ta thể hiện nét mặt vui tươi, đúng không? Chúng ta đến những cái nơi mà để chúng ta thể hiện sự cảm thông, sự đồng cảm thì cái nét mặt lại khác. Không biết các em có xem cái bộ phim Hương Vị Tình Thân hay không nhỉ? Có bạn nào xem không? Em có. Tối qua có. Tối qua có xem không? Có, tối nào cũng xem. Có. Thì những tối xuất phát. Thế thì em nói cho cô xem là tối qua em có thấy cái sự không phù hợp khi dùng ngôn ngữ không lời ở cái tình huống nào không? Có thấy không? Các em có để ý cái cảnh mà ba người đi làm từ thiện không? Có. Thế thì em thấy gì nào? Một người thì ra khỏi han những đứa em đông đứa trẻ nhỏ cô, còn hai người thì chỉ thích chụp ảnh thôi. Có một cái nhân vật rất là nhí nhố ở trong đấy đúng không? Chỉ thích chụp ảnh và đi chia sẻ với người ta, những người có những cái hoàn cảnh rất đặc biệt thì cứ chụp ảnh rồi làm những cái động tác rất là phản cảm trong khi mình thực hiện cái hoạt động từ thiện như thế, đúng không? Lý nhố rồi cười nói rồi làm những cái động tác mà đáng lẽ là chỉ đi du lịch mới làm được cái đấy, đúng không? Đấy, tức là cử chỉ nó phải được đặt trong cái ngữ cảnh giao tiếp nhất định, chứ không phải lúc nào cũng giống lúc nào. Và một cái thứ ba nữa, khi chúng ta sử dụng cái giao tiếp không lời đấy là phải thể hiện cái sự phù hợp giữa cử chỉ và lời nói. Ví dụ chúng ta chia buồn thì không được cười, đúng không? Thế còn chúng ta chúc mừng thì đừng có thể hiện cái nét mặt đưa đám, đúng không nào? Đấy, đấy là cái nội dung tiếp theo là sử dụng giao tiếp không lời. Bây giờ chúng ta sang cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng nói. Được chứ? Em hỏi đi. Cái đấy thì chúng ta cũng không nói là dấu hiệu của bệnh lý. Chúng ta chỉ nói rằng là cái ngôn ngữ không lời với cử chỉ, giữa cử chỉ và lời nói không phù hợp. Không phù hợp thôi em ạ. Tại vì là cũng chưa biết là cái ý đồ của người ta là gì nữa cơ. Đúng không? Ôi cô. Ừ. Em có thể bổ sung cho bạn Trang được không ạ? Được. Theo em thì có thể người ta đang muốn che giấu đi cảm xúc thật sự của mình bên trong ấy cô. Thì người ta sẽ làm trái với cả người ta có thể nói ra một lời nhưng mà cảm xúc người ta không đồng nhất với cả cử chỉ nét mặt các thứ ấy cô. Thì theo em nghĩ là như vậy. Cái đấy cũng đúng đấy. Bởi vì thực tế cũng đã có những cái trường hợp như thế. Ví dụ như là người ta vẫn cười nhưng nét mặt rất rất buồn, bởi vì là người ta cười để che giấu cái buồn của họ đi, đúng không? Thì cái đấy là người ta chủ động chứ không phải là bệnh lý. Nhưng mà cái che đấy nó không thể che nổi hoàn toàn để cho chúng ta vẫn nhìn thấy cái sự mâu thuẫn giữa cử chỉ với lại nét mặt hoặc cử chỉ với lời nói. Được không Trang? Ừ, em cứ.
hay cười. Cái đó thì cũng không có một cái câu trả lời nào chắc chắn được cái đấy cả. Chỉ khi nào như em ấy, em nói ra như thế thì mọi người mới biết. Chứ còn nếu người ta nhìn vào em thì người ta sẽ nghe và người ta quan sát cái hành động của em để người ta phán đoán. Em hiểu không? À, cho nên là cũng có lúc phán đoán đúng, có lúc phán đoán sai. Nếu như mình có một cái thói quen mà nó bị không phù hợp như thế, nên là khi em nói ra như thế thì cô cũng khuyên em là em cũng phải nên rèn luyện để cái nó có cái sự phù hợp giữa cái lời nói cũng như là cái cử chỉ nét mặt của em, để không dẫn đến cái sự hiểu lầm. À, cái đó, cái em vừa lấy ví dụ về bản thân em đấy là trong sách cũng có một cái ví dụ như thế đấy. Thì các em đọc thêm nhé. Chứ còn bây giờ nói rằng là chỉ ra bộ phận nào thể hiện đúng nhất thì em có chỉ được không? Chẳng, cô cũng không chỉ được đâu. Chỉ có cái người thể hiện đấy mới nói được đúng nhất thôi. Nhá, em đồng ý chưa? Ừ. Thế bây giờ chúng ta sang cái kỹ năng thứ hai là kỹ năng nói. Kỹ năng nói, trước hết là cô giới thiệu với các em cái khái niệm về kỹ năng nói. Ở đây, nói tức là chúng ta sử dụng ngôn ngữ để truyền đạt thông tin. Đấy. Các em phải hiểu rõ từng ý một để truyền đạt thông tin, biểu đạt ý tưởng, tình cảm. Nhưng mà phải làm một cách chính xác, phù hợp, sinh động và có sức thuyết phục. Như vậy mới nói là kỹ năng nói. Còn nếu như không có cái sự chính xác, phù hợp, sinh động và có sức thuyết phục thì nó mới chỉ là gì nhỉ? Chỉ là gì? Chỉ là nói thôi. Đúng không? Đúng không nào? Còn đã gọi là kỹ năng, tiếng Anh nó là skillful, thì nó phải là thể hiện chính xác, phù hợp, sinh động và có sức thuyết phục thì mới là kỹ năng. Đấy. Thế có một số cái phong cách nói, ví dụ như nói thẳng đây, em bạn Trang vừa nói đến cái cách nói đấy, à, nói thẳng này, nói ẩn ý, nói lịch sự, nói mỉa mai, nói hài hước, đấy là một số cái phong cách nói. Thế thì mỗi cái phong cách nói này, nó có người ta vận dụng nó một cách khác nhau đối với những cái việc khác nhau, đối với những cái thời điểm khác nhau, hoặc nói đối với những đối tượng khác nhau để nó mang lại hiệu quả. Ví dụ, có những cái phải nói hài hước để nó mang tính thuyết phục, đúng không? Có những người thì toàn nói mỉa mai như bà mẹ chồng ở trong phim Hương Vị Tình Thân, đúng không? Suốt ngày mỉa mai con dâu. Đấy. Nói ẩn ý, thường nói ẩn ý là người ta áp dụng khi mà người ta không dám nói thẳng cái sự thật đấy, người ta sợ cái sự thật đấy nó mang lại cái sự sốc, tức là nó gây tổn thương cho những người mà nghe. Đấy. Thế thì thông thường ấy thì cái nói thẳng thì được ủng hộ, đúng không? Nói vòng vo, nói lịch sự, nói ẩn ý thì sẽ làm cho người ta phải mất thời gian để cân nhắc, để suy nghĩ, để hiểu. Thế nhưng mà đôi khi thì vẫn cần phải có những cái cách nói như vậy. Thế thì vậy chúng ta không nên là luôn luôn nói một theo một phong cách, mà phải tùy thuộc vào đối tượng, tùy thuộc vào ngữ cảnh và cái mục đích của giao tiếp để chúng ta sử dụng cái phong cách nói nó phù hợp nhất. Đấy. Ví dụ như bây giờ chúng ta gặp một cái người bệnh mà bệnh tình của người ta rất nặng,
và chúng ta có thể tiên lượng được là người này có thể tử vong trong một thời gian ngắn chẳng hạn, nhưng mà mới gặp lần đầu chúng ta có nên nói như thế không? Không ạ. Không ạ. Đúng không? Lúc bấy giờ thì lại cái nói thẳng nó lại không ủng hộ chúng ta nữa, mà chúng ta lại nên nói một cách ẩn ý, làm sao để cho người ta hiểu được rằng à, bệnh thì nó rất nguy hiểm đấy, và cái hy vọng thì nó cũng ít thôi. Thế cho nên là đừng có nói rằng là ôi bệnh nặng quá rồi, chắc là ông này hay bà này sống chỉ được bao nhiêu lâu nữa. Cái đấy, cách nói đấy là không phù hợp nhé. Cho nên là tùy ngữ cảnh này, tùy mục đích, tùy đối tượng để chúng ta sử dụng cái cách nói phù hợp. Và trong cái sách của kỹ năng giao tiếp đấy, bài giảng kỹ năng giao tiếp đấy, cô cũng có cái ví dụ cho các em rồi đấy. Bây giờ các yêu cầu khi nói, thế khi nói thì chúng ta cần như thế nào? Bây giờ muốn biết được là cần như thế nào thì chúng ta cứ suy nghĩ bản thân mình mà ra. Chúng ta mong muốn như thế nào? Chúng ta mong muốn được nghe những cái lời nói như thế nào? Thì chúng ta sẽ nói hay theo cái cách như thế. Gì nào em? Thế thì nhìn một số cái yêu cầu đấy cụ thể là gì? Thứ nhất là phải đảm bảo tính chính xác của lời nói. Ai cũng thích nghe chính xác, đúng không? Có ai thích nghe nói sai không nào? Không, đúng không? Thứ hai là nói phải ngắn gọn nhưng lại phải đầy đủ, khó quá. Nhưng mà đấy là yêu cầu. Vì vậy, chúng ta phải chắt lọc thông tin làm sao để cái điều mà chúng ta nói ra nó ngắn gọn thôi nhưng nó lại đầy đủ, nó lại rõ ràng. Và tiếp theo là nói phải theo một hệ thống và có tính logic. Ví dụ như này, khi chúng ta nói những cái câu đầu tiên chúng ta nói, nó phải kích thích người ta muốn nghe những cái điều đằng sau đấy nữa. Và chắc chắn những cái điều đằng sau nó lại phải làm rõ hơn những cái điều mà chúng ta đã nói trước đó. Thế thì nó sẽ hấp dẫn được người nghe, thu hút được người nghe. Một cái yêu cầu nữa là gì ạ? Kết hợp ngôn ngữ không lời. Ngôn ngữ không lời ở đây có thể là cái giọng nói khác nhau. Khi mà chúng ta, trong cái quá trình nói chúng ta có thể hiện ngữ điệu của giọng nói. Có chỗ trầm, có chỗ cao, có chỗ thấp. Tùy vào cái thông tin mà chúng ta muốn cung cấp cho đối tượng. Nhưng mà có một cái quy ước, hay cái quy định là gì ạ? Làm sao để cho người nghe người ta hiểu được chỗ nào là quan trọng. Đấy. Còn cứ nói đều đều, nói một cách thao thao bất tuyệt thì sẽ không hấp dẫn người nghe và người ta sẽ không chú ý. Người ta chả cảm thấy chỗ nào quan trọng cả, thì cái nói của mình nó không hiệu quả. Kết hợp với những cái cử chỉ để cho làm cho cái từ ngữ chúng ta nói ra nó có giá trị hơn, và kết hợp với cách đi đứng nữa. Đồng thời chú ý âm tốc, âm lượng và âm sắc của lời nói. Có nghĩa là gì ạ? Nói nhanh hay nói chậm, nó tùy thuộc vào nội dung hay đối tượng nghe. Nội dung dễ chúng ta có thể nói nhanh. Đối tượng mà có cái tiếp thu nhanh thì chúng ta cũng có thể nói nhanh. Còn đối tượng tiếp thu chậm thì chúng ta phải nói từ từ thì người ta mới tiếp thu được. Âm lượng thì chúng ta nói làm sao để cho đối tượng nghe được rõ và đầy đủ. Thế nếu một người thì chúng ta không cần nói to, nhưng nói cho nhiều người mà ở khoảng cách xa thì chúng ta phải nói to, thậm chí là phải dùng những cái phương tiện như là cái mic để tăng âm. Thế còn âm sắc là nói, tức là chúng ta phải làm sao để cho cái người nghe người ta cảm nhận được lúc nào là quan trọng. Đấy là các cái yêu cầu khi nói. Thế cùng với các yêu cầu khi nói thì cũng có một số điểm cần tránh khi nói. Những điểm cần tránh khi nói đấy là gì? Tức là làm sao những cái điểm này là những cái điểm mà nếu chúng ta mà mắc phải thì làm cho người nghe không tập trung.
không thu hút được người nghe. Thì những cái điểm cần tránh đó là gì ạ? Lặp lại một số cái từ đệm không cần thiết làm cho nó nhàm chán. Ví dụ như chúng ta nói là cái việc này rất quan trọng, thì không, nhiều người lại cứ cố phải nói là việc này rất chi là quan trọng. Cái từ đấy nó làm cho cái câu câu nói của chúng ta nó giảm cái độ, cái ý nghĩa của nó đi, đúng không? Cái sử dụng cái sự trong sáng của tiếng Việt nó bị giảm đi. Hoặc nói sai văn phạm, hoặc phát âm không chuẩn. Cô xin lỗi, cô không phải là cô chê đâu, nhưng mà có, cô muốn khuyến khích các bạn, nếu như bạn nào trong lớp mình mà phát âm cái từ L với N không chuẩn ấy, thì các em cố gắng chuẩn, chỉnh nó về cho nó chuẩn. Cái này không phải lỗi tại các em, mà lỗi là gì? Lỗi từ cái địa phương của các em sinh sống. Người ta đã thành một cái thói quen rồi. Sinh ra từ bé bắt đầu tập nói, các em đã phải nói theo những người đi trước rồi, cho nên là nó thành thói quen. Và như thế bây giờ các em sắp trở thành bác sĩ, và bác sĩ chính là người của công chúng rồi. Chúng ta phải nói với rất nhiều người, chúng ta phải nói rất là chuẩn để cho nó tăng cái sức hấp dẫn của cái lời nói của chúng ta lên. Nên nếu như chẳng may em nào mà có cái tật này thì các em cố gắng sửa nhé. Lớp mình có không nhỉ? Có cũng không sao, mà các em sẽ sửa nhé. Một cái nữa là tránh dừng những từ khó hiểu hoặc từ chuyên môn. Tức là làm sao để khi chúng ta nói ra, tất cả mọi người đều hiểu một cách dễ dàng nhất. Một cái tránh nữa là tránh cử chỉ, động tác không phù hợp với lời nói. Tức là, đấy, ở trên cô vừa nói cái sử dụng ngôn ngữ không lời như thế nào, thì các em nhớ để cử chỉ và động tác nó phải phù hợp với lời nói. Một cái tránh nữa là tránh cái việc chúng ta không chú ý và không tôn trọng người nghe. Ví dụ như chúng ta đang nói, hay là như là cô đang giảng bài trong lớp, tự nhiên có điện thoại rung, cô lại rút ra cô nghe mà cô không nói gì với các em cả, như thế là rất là thất lễ, đúng không? Mà lúc bấy bao giờ cô nghe điện thoại, cô chỉ nghe điện thoại khi nào cô biết chắc chắn hôm đó có cuộc điện thoại quan trọng, đã có hẹn, thì cô sẽ xin lỗi trước cả lớp là hôm nay cô sẽ có những cái điện thoại, có cuộc điện thoại và cô phải nghe. Thì nếu chẳng may cuộc điện thoại đấy đến, thì xin phép các em để cô nghe. Đấy, bao giờ cô cũng làm như thế. Chứ cô không phải là có điện thoại là cô rút ra nghe đâu. Như thế là không tôn trọng các em. Và các em cũng vậy thôi. Nếu mà các em mà đang học trong lớp mà lại cứ rút điện thoại ra nghe, lại còn nói to nữa, là không tôn trọng các bạn và thầy cô giáo. Nên là chúng ta chú ý là gì? Phải tôn trọng cái người nghe. Thì đấy, đấy là một số điểm cần tránh khi nói. Bây giờ chúng ta sang cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng nghe. Kỹ năng nghe thì trước hết cô muốn giới thiệu với các em về cái khái niệm nghe. Nghe tức là gì ạ? Ở đây nghe tức là chúng ta cảm nhận bằng cơ quan thính giác, hay là dùng tai để thu nhận thông tin. Nhưng mà trong nghe thì nó có cái nghe bằng tai, như cô nói ấy, tức là chúng ta nghe tất cả những gì chúng ta thấy. Thế còn nghe, cái khái niệm nghe tích cực hay là lắng nghe, chính là chủ động để thu thập đầy đủ thông tin và phát hiện được những cái mâu thuẫn trong những cái thông tin thu thập được, hay là những cái thông tin mà người cung cấp, người nói, người ta cung cấp cho chúng ta. Thì cái này, cái nghe tích cực này nó rất là quan trọng trong cái chăm sóc sức khỏe, như là trong khám chữa bệnh. Bởi vì có nghe chủ động, có tích cực nghe, lắng nghe, thì chúng ta mới phát hiện ra những cái thông tin cần thiết cho chẩn đoán, cho theo dõi, cho điều trị và theo dõi tiên lượng người bệnh. Thế nghe kết hợp với quan sát là để chúng ta tiếp nhận, hiểu rõ cái thông điệp của người nói. Ví dụ như chúng ta nghe một người nào đó, người ta nói là tôi đau lắm, đau không thể chịu được,
nhưng mà chúng ta nhìn nét mặt lại chẳng thấy thể hiện tí nào về đau cả, thì rõ ràng chúng ta phải kiểm tra lại xem cái đau đó như thế nào, chứ đừng vội mà kê thuốc giảm đau, đúng không? Và cái trong cái khái niệm nghe thì chúng ta còn phải thu nhận cái phản hồi để chúng ta điều chỉnh khi cần nữa. Thì đấy là cái khái niệm về nghe. Bây giờ cô giới thiệu với các em về các bước của nghe hiệu quả. Các bước của nghe hiệu quả tức là gì ạ? Muốn nghe đạt hiệu quả thì chúng ta phải thực hiện theo 4 cái bước. Bước thứ nhất là chuẩn bị nghe, tức là chúng ta sẵn sàng để nghe. Đấy, như các bạn mà nghe cô giảng bài xong, như lúc nãy bạn một bạn hỏi cô về cái thắc mắc của mình khi mà thể hiện cái ngôn ngữ, cái sự phù hợp giữa ngôn ngữ và cử chỉ đấy, cái cử chỉ và nét mặt đấy, thì cô thấy chứng tỏ là em nghe rất hiệu quả, đúng không ạ? Em chuẩn bị để nghe này, em tập trung nghe rất là cẩn thận, và em đã hiểu cái nội dung cô nói, rồi em ghi nhớ cái nội dung đó để em phản hồi lại cô, để em thắc mắc lại xem là cái mà em đang thắc mắc đấy, cái mà em chưa chắc chắn đấy, nó có đúng hay là sai. Thì đấy là cô thấy đấy là một cái nghe hiệu quả, là lắng nghe. Hay ví dụ như này, giữa một bác sĩ đang hỏi bệnh với lại một người bệnh, thì bác sĩ đặt câu hỏi, người bệnh trả lời đúng câu hỏi, và bác sĩ lại đặt câu hỏi tiếp theo phù hợp với những cái thông tin mà người bệnh vừa nói, và cuối cùng là khai thác được đầy đủ thông tin giữa người bệnh với lại bác sĩ, thì chúng ta thấy là cái hai cái người đó là họ đã thể hiện rất lắng nghe để cung cấp thông tin đúng và để hỏi những cái câu hỏi phù hợp với những cái thông tin mà đã thu nhận được. Đấy là cái nghe hiệu quả. Thế một cái nữa là phải có cái phản hồi khi nghe. Tức là trong quá trình từ chuẩn bị nghe cho đến cái bước ghi nhớ, nếu chúng ta thấy còn thiếu thông tin nào, hoặc là chúng ta thấy thông tin nào nó chưa phù hợp, thì chúng ta lại phản hồi lại với người nói, và chúng ta lại bắt đầu từ bước đầu tiên là nghe, tập trung nghe, chuẩn bị nghe, tập trung nghe, hiểu và ghi nhớ. Đến khi chúng ta thu thập được thông tin đầy đủ thì thôi. Và nghe tích cực chính là chúng ta chủ động thu thập được đầy đủ thông tin và trong cái khoảng thời gian dự kiến của chúng ta, thì đấy là nghe chủ động. Bây giờ các yêu cầu khi nghe là gì? Có rất là nhiều cái yêu cầu để chúng ta nghe được hiệu quả. Thế cái đầu tiên đấy là tập trung chú ý vào người nói. Tập trung chú ý vào người nói. Thứ hai là phải yên lặng khi bắt đầu lắng nghe. Đừng có nghe nhưng mà lại lơ đi. Như lúc nãy bạn Trang nói là em vẫn ấy nhưng mà em hay quay mặt đi chỗ khác, như thế là chưa được, đúng không? Phải chú ý vào cái người đang nói, phải yên lặng khi bắt đầu lắng nghe. Không nói việc riêng nữa, không dùng điện thoại nữa. Không chỉ nghe bằng tai mà phải nhìn vào người nói, nhìn với cái thái độ thân thiện và khích lệ người nói. Không đột ngột ngắt lời người nói. Ở chỗ này cô giải thích thêm là, tức là nếu như người ta nói cái gì đấy nó không phù hợp, không đúng với yêu cầu của chúng ta, thì đừng có ngắt lời người ta đột ngột, mà chúng ta lựa để nhắc hay là định hướng cho người ta đi lại, quay lại với cái nội dung mà chúng ta đang cần người ta cung cấp, và phải chờ cái thời điểm thích hợp. Ví dụ người ta đang nói một cách liên tục như thế này, thì chúng ta đợi người ta ngừng một cái, thì chúng ta có thể xen vào lúc đấy. Không làm việc khác, không nói chuyện với người khác, hoặc nhìn đi nơi khác trong khi nghe. Phải thể hiện cái kiên trì, không được thể hiện cái sự sốt ruột khó chịu. Ví dụ như chúng ta đang nghe người bệnh, người ta kể bệnh, nhưng chúng ta lại cứ nhìn vào đồng hồ
để xem là đã đến giờ chúng ta phải đi chưa là cũng không được. Khi mà chúng ta muốn người ta trình bày với chúng ta việc gì thì chúng ta phải sắp xếp thời gian, có đủ thời gian cần thiết, chứ đừng có vừa tranh thủ cái lúc chờ đợi để chúng ta lại hỏi một việc quan trọng thì không nên như thế. Một cái yêu cầu nữa là chúng ta có thể đặt câu hỏi hoặc sử dụng các cái từ ngữ phụ họa nó hợp lý và nó đúng lúc, thì cái này cũng là giúp cho người nghe có thể dễ dàng tiếp tục trình bày hơn. À, người nói. À, một cái yêu cầu nữa là làm chủ khi nghe. Làm chủ trong khi nghe có nghĩa là gì ạ? Là phải thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết trong khoảng thời gian nhất định mà chúng ta đã đặt ra. Đấy là các yêu cầu khi nghe. À, sau đây là một số cái ví dụ là để tạo điều kiện dễ dàng cho người nói. Thì những cái ví dụ này các em về các em tự đọc để chúng ta hiểu. Và nếu như có cái ví dụ nào chúng ta không hiểu thì buổi sau các em có thể trao đổi với cô. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi nhanh để chúng ta thực hiện được đầy đủ cái nội dung đã nhé. Các em có đồng ý không nhỉ? Vâng ạ. Bây giờ chúng ta sang cái kỹ năng thứ tư là kỹ năng đặt câu hỏi. Kỹ năng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi nó là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với lại người thầy thuốc. Chúng ta phải hỏi thì chúng ta mới thu nhận được thông tin, đúng không? Cũng như là cái kỹ năng quan sát lúc nãy. Kỹ năng quan sát chúng ta sẽ sắp tới đấy, chúng ta sẽ... Thì kỹ năng đặt câu hỏi ở đây là gì ạ? Khái niệm, tức là đặt câu hỏi không phải là một cái nếu mà nói về kỹ năng đặt câu hỏi không phải là luôn luôn là chúng ta đưa ra những câu hỏi bằng lời đâu. Có thể có những cái hành động cũng yêu cầu chúng ta trả lời, thì tất cả những cái đó đều gọi là khái niệm về câu hỏi. Thế nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói đến cái mục đích của đặt câu hỏi trong chăm sóc sức khỏe. Thì trong chăm sóc sức khỏe, cái mục đích đặt câu hỏi của chúng ta là nó nhằm gì ạ? Nó có nhiều cái mục đích khác nhau, nhưng mà mục đích cuối cùng đấy là gì? Là chúng ta thu thập được đầy đủ thông tin để giúp cho việc chẩn đoán, cho việc điều trị cũng như là theo dõi và tiên lượng người bệnh. Thế đấy, thì nó có nhiều cái, những cái mục đích khác nhau, nhưng để đạt được cái mục đích cuối cùng là như vậy. Đây, chúng ta mở đầu cho một cuộc thảo luận hay tiếp xúc ban đầu đối với người bệnh hoặc là khách hàng nói chung của ngành y, hoặc là để thu thập thông tin cho chẩn đoán bệnh hoặc là chẩn đoán vấn đề sức khỏe. Ví dụ như thế này, chúng ta thấy là cái dịch COVID hiện nay nó đang rất là ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân trong cộng đồng, cũng như là ảnh hưởng đến kinh tế xã hội của một đất nước nói chung. Thế thì chúng ta thấy là khi mà gặp một cái trường hợp F0 là người ta phải hỏi rất nhiều vấn đề, hỏi từ những cái biểu hiện bệnh này, đúng không? Hỏi từ cái nguồn lây bệnh, hỏi về cái dịch tễ, tức là cái quá trình tiếp xúc của họ, để làm gì? Để người ta biết là cái tình trạng của người bệnh như thế nào, hiện người ta đang ở cái mức độ nào, hỏi cái nguồn lây bệnh để người ta kiểm soát cái nguồn lây, hỏi về những cái người người ta đã tiếp xúc để chúng ta có thể kiểm soát cái sự lây lan của bệnh nữa, để chúng ta có thể kiểm soát được cái từng cái ổ dịch. Đấy, cho nên là cái đặt câu hỏi nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể đánh giá người bệnh, chúng ta chẩn đoán xác định bệnh, quyết định các cái hoạt động chăm sóc cần thiết này, đánh giá thái độ, cái cảm nhận của người bệnh đối với cái quá trình điều trị hoặc là chăm sóc, và để tìm kiếm những cái phương pháp giải quyết phù hợp nữa. Ví dụ như là có một số những người bệnh
người ta không thể thực hiện được theo, không, hay là nói cách khác là không thể tuân thủ được cái chỉ định điều trị mà bác sĩ đã đề nghị người ta thực hiện. Thế thì chúng ta phải hỏi để biết xem là người ta có khó khăn gì, có phải vì kinh phí hay là vì một cái gọi là cái gì nhỉ, cái văn hóa, hay là cái những cái đặc trưng riêng của cái cộng đồng đấy mà người ta không thể thực hiện được cái những cái chỉ định đó không. Thì có như vậy chúng ta mới hiểu được là tại sao người bệnh lại không tuân thủ cái điều trị. Và khi không tuân thủ, không thể tuân thủ như thế thì chúng ta phải tìm kiếm những cái phương pháp giúp người ta có thể tuân thủ. Thì đấy là những cái mục đích trong đặt câu hỏi. Và bây giờ chúng ta sang cái cách thứ, cái thứ hai là các loại câu hỏi. Trong bài này cô có ba cái loại câu hỏi mà cô giới thiệu với các em. Tuy nhiên thì chỉ có hai cái câu hỏi mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất trong chăm sóc sức khỏe, đấy là câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Thì câu hỏi mở nó cũng có hai loại câu hỏi mở, và là câu hỏi mở theo nghĩa rộng và kêu câu hỏi mở theo nghĩa hẹp. Thì câu hỏi mở theo nghĩa rộng, nghĩa hẹp thì các em có thể về xem những cái ví dụ cụ thể ở trong sách. Thế nhưng mà ưu điểm ở đây, khi chúng ta sử dụng câu hỏi mở là chúng ta vận dụng những cái ưu điểm của nó, căn cứ vào cái ưu điểm của nó thì chúng ta sẽ sử dụng câu hỏi mở. Cái ưu điểm thứ nhất là gì? Người hỏi có thể thu được nhiều thông tin hơn trong cùng một thời gian, tức là cùng một cái câu hỏi. Chúng ta hỏi một câu hỏi đóng thì chúng ta chỉ thu thập được thông tin từ câu hỏi đấy. Nhưng nếu chúng ta thu thập câu hỏi mở thì chúng ta dùng câu hỏi mở, chúng ta thu thập được thông tin nhiều hơn. Ví dụ này, hôm nay bác có sốt không? Là câu hỏi đóng hay mở nhỉ? Hả các em? Câu hỏi đóng. À đóng, tức là chúng ta chỉ có trả lời có hay không thôi, đúng không? Nhưng nếu chúng ta hỏi là hôm nay bác thấy thế nào? Thì đấy là câu hỏi. Câu hỏi gì? Mở ạ. À câu hỏi mở. Thì ngoài cái trả lời là có sốt hay không, người ta có thể nói thêm nữa là không ngủ được, hoặc là đau, hoặc là ho, hoặc là khó thở. Đấy. Thế là chúng ta thu thập được thông tin nhiều hơn. Thế cái ưu điểm thứ hai là có thể thu được những cái thông tin mà người hỏi chưa dự kiến được trước đó. Ví dụ như là chúng ta nghĩ là đối với người bệnh này đang có tiến triển tốt lên, đang ho sốt nhưng mà sốt giảm, ho giảm. Hôm nay chúng ta hỏi xem là người ta thế nào. Thế nếu như chúng ta hỏi đóng là hôm nay còn ho sốt không thì chúng ta chỉ biết là còn ho sốt không. Nhưng nếu chúng ta hỏi hôm nay bác thế nào thì có thể cái người ta sẽ nói cho chúng ta cái diễn biến ngoài dự kiến của chúng ta. Ví dụ đáng lẽ tốt hơn nhưng mà không, hôm nay cái người bệnh lại có diễn biến bất thường là tự nhiên lại thấy khó thở, người ta sẽ nói cả cái khó thở nữa. Thế đấy là cái thông tin mà chúng ta nằm ngoài dự kiến của chúng ta, nhưng dùng câu hỏi mở chúng ta lại thu thập được, và nó rất hữu ích cho cái việc kiểm tra lại tình trạng của người bệnh. Một cái ưu điểm thứ ba đấy là người hỏi cảm thấy được tham gia nhiều hơn trong cái cuộc nói chuyện. Người ta sẽ cảm thấy hài lòng hơn vì người ta đã được quan tâm. Cái thứ tư là người được hỏi. Hai cái ưu điểm trên là cho người hỏi, hai cái ưu điểm dưới là cho người được hỏi. Người được hỏi có thể diễn đạt được các băn khoăn, lo lắng và các vấn đề của họ nữa. Thế thì người ta sẽ yên tâm, phấn khởi hơn. Đấy. Thế thì căn cứ vào những cái ưu điểm này thì chúng ta sẽ vận dụng trong những cái thời điểm thích hợp để nó mang lại những cái ưu điểm. Hạn chế của câu hỏi mở là gì? Tức là cái cuộc hỏi chuyện hay là hỏi bệnh sẽ có thể kéo dài hơn và khó kiểm soát, đặc biệt là đối với những người mà mới vào nghề chưa có kinh nghiệm.
sẽ bị người bệnh dẫn dắt đi lan man. Ví dụ như này, chúng ta hỏi là một người bệnh COPD, các em có biết bệnh COPD là gì không? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. À đúng rồi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thế người ta, chúng ta muốn hỏi người ta, người này là có cái tiền sử hút thuốc lá, chúng ta muốn hỏi xem người ta hút thuốc lá bao nhiêu năm rồi chẳng hạn. Thì nếu như chúng ta hỏi câu hỏi đóng là bác bắt đầu hút thuốc lá được bao nhiêu lâu rồi, thì người ta sẽ nói số năm, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cũng có khi là người ta lại không nói như thế. Có những người người ta lâu ngày không được nói chuyện, người ta bắt đầu con cà con kê là à, tôi bắt đầu hút thuốc lá từ khi tôi còn làm giám đốc công ty, lúc bấy giờ thì thuốc lá rất là hiếm này, người ta rất quý tôi cho nên người ta cứ mời, ví dụ như thế chẳng hạn, là chúng ta bị mất thời gian, khó kiểm soát. Đấy, cho nên là chúng ta phải quyết định là hỏi câu hỏi đóng hay hỏi mở với những cái thông tin nào cho nó phù hợp để không bị mất thời gian. Cái hạn chế nữa là đối tượng có thể cung cấp một số thông tin có thể không thích hợp. Không thích hợp tức là nó không cần thiết đối với chúng ta. Một cái khó nữa hay là cái hạn chế nữa đấy là ghi chép câu trả lời nó khó hơn. Bởi vì họ nói rất nhiều, chúng ta không biết là cái nào là quan trọng, cái nào là cần thiết, và phải cân nhắc để ghi chép. Còn câu hỏi đóng thì chúng ta cần người ta trả lời thế nào, người ta sẽ trả lời thế, chúng ta chỉ việc ghi đúng câu trả lời là tốt rồi. Đấy, đấy là cái hạn chế của câu hỏi mở. Bây giờ chúng ta sang loại thứ hai là câu hỏi đóng. Câu hỏi đóng thì có bốn cái loại câu hỏi đóng. Cái câu hỏi thường được sử dụng nhất đấy là câu hỏi trả lời có không. Tức là câu hỏi mà người trả lời sẽ trả lời là có hay không. Bác có sốt không? Bác có khó thở không? Còn cái loại thứ hai là câu hỏi đóng có hai lựa chọn trả lời, mà người trả lời chỉ được lựa chọn một trong số hai câu trả lời đó mà người hỏi được hỏi đưa ra đấy. Ví dụ như là cô hỏi các em hôm nay hôm nay em đi xe đạp hay xe máy, thì em chỉ trả lời là đi xe đạp hay xe máy thôi, chứ không phải là có không, đúng không? Cái loại câu hỏi đóng thứ ba là câu hỏi đóng để xác định, thì nó mở hơn hai cái loại câu hỏi trên. Thế nhưng nó vẫn là câu hỏi đóng bởi vì nó có một số cái tình huống mà chúng ta chỉ xác định những cái tình huống nào trong cái đấy thôi. Và loại câu hỏi thứ tư là câu hỏi đóng để khẳng định hoặc nghi vấn những thông tin đang được hỏi. Ví dụ như là hôm qua bác có bị sốt không? Đấy, câu hỏi đóng đấy. Người ta bảo là tôi có bị sốt. Thế hỏi chúng ta hỏi là bác sốt như thế nào? Lúc sốt thì bác có dùng thuốc gì không? Người ta nói rằng là không, lúc sốt tôi chả dùng thuốc gì cả. Mà tôi có thấy làm sao đâu mà phải dùng thuốc. Đấy, ví dụ như thế. Thì chúng ta có thể hỏi lại là bác bảo bác bị sốt nhưng không phải dùng thuốc đúng không? Thế thì cái đấy là chúng ta kiểm tra lại xem có đúng là cái người bị sốt hay không. Hoặc là chúng ta kiểm tra xem đúng có phải là bị sốt hay không. Thế đấy là một số loại câu hỏi đóng. Thế câu hỏi đóng nó có ưu điểm là gì ạ? Thu được thông tin thật sự cần thiết trong thời gian ít giới hạn, tức là ít ngắn, đúng không? Người được hỏi thì dễ trả lời, tức là chỉ trả lời vào những cái tình huống đã có sẵn thôi. Người hỏi thì dễ ghi câu trả lời. Đấy, chỉ ghi có hoặc không, hoặc là thế này hoặc là thế kia, chứ không cần phải chắt lọc trong nhiều cái thông tin người được hỏi đưa ra. Nhưng nó có hạn chế, đấy là gì ạ? Thông tin thu được thì chỉ giới hạn với câu hỏi đóng, với cái câu hỏi chúng ta đưa ra thôi.
không thể thu được thông tin mà người trả lời muốn cung cấp nhưng mà lại không có trong câu hỏi. Người trả lời thì có rất ít cơ hội để người ta diễn đạt cái sự quan tâm và cái cảm giác của mình, và có thể làm cho họ cảm thấy rất là thất vọng vì không được nói những cái mình muốn nói. Đấy. Cho nên là trong sử dụng câu hỏi, người ta khuyên chúng ta là nên kết hợp câu hỏi đóng và câu hỏi mở, hỏi xen kẽ nhau. Loại thứ ba là câu hỏi gợi ý. Cái câu hỏi gợi ý này cô giới thiệu để các em biết thôi, chứ còn cũng không nên sử dụng trong cái câu hỏi trong khi chúng ta sử dụng với người bệnh. Bởi vì cái câu hỏi này có nghĩa là cái người hỏi ấy, thường có những cái khả năng hay là cái từ ngữ gợi ý để cái người được hỏi sẽ trả lời dựa vào những cái ý đấy, tức là những cái mà chúng ta mong muốn. Thì tất nhiên là cũng có lúc người hỏi người ta không hiểu thì chúng ta phải gợi ý, nhưng trong trường hợp mà lúc nào chúng ta cũng dùng câu hỏi có tính chất định hướng như thế thì chúng ta sẽ không thu thập được những cái thông tin chính xác mà người trả lời hay trả lời theo cái ý của chúng ta. Ví dụ như này, hôm nay bác có thấy đỡ hơn không? Thế thì người, có đôi khi người ta muốn vừa lòng người hỏi, người ta lại hỏi có đỡ hơn một chút chẳng hạn, nhưng thực chất người ta chẳng đỡ hơn tí nào cả. Thế thay vì hỏi như thế, chúng ta hỏi hôm nay bác thấy thế nào rồi. Thì có một số cái loại câu hỏi gợi ý chính như là câu hỏi gợi ý đàm thoại này, dẫn dắt đơn giản này, hay là dẫn dắt khôn khéo, thì các em đọc để các em biết thôi, chứ còn cô thì cô cũng không có loại câu hỏi thi cho cái những câu hỏi này đâu. Mà trong chăm sóc sức khỏe thì chủ yếu chúng ta sẽ kết hợp giữa câu hỏi mở và câu hỏi đóng. Các em hiểu chỗ này chưa nhỉ? Các em có câu hỏi gì về cái nội dung cô vừa trình bày không? Alo, cả lớp đâu rồi? Không ạ. Không ạ. Nhật Mai đâu? Bạn Nhật Mai đâu? Dạ em đây ạ. Em có ra hỏi gì không? Em không ạ. Rồi, thế thì cô sẽ tiếp tục sang cái yêu cầu khi đặt câu hỏi. Yêu cầu khi đặt câu hỏi đấy là gì ạ? Khi hỏi, chúng ta phải suy nghĩ, phải cân nhắc để làm sao câu hỏi phải rất là rõ ràng, xúc tích. Hỏi ngắn thôi. Tức là câu hỏi đừng có dài dòng, vòng vo mà làm cho người nghe, người ta phải căng đầu ra mới nghe được câu hỏi. Phải ngắn và không cần phải giải thích câu trả lời. Tức là chúng ta hỏi ra, hỏi xong là người ta trả lời được đúng ý chúng ta. Đó là chúng ta đã trả lời được, đã hỏi được tốt. Còn nếu chúng ta hỏi xong người ta lại phải hỏi lại thì mới hiểu để trả lời là câu hỏi của chúng ta chưa đạt yêu cầu. Một cái yêu cầu nữa là câu hỏi phải phù hợp với đối tượng. Tức là chúng ta hỏi câu hỏi phải phù hợp với cái trình độ, cái khả năng tiếp thu của đối tượng để người ta có thể hiểu cái câu hỏi đấy và trả lời được đúng câu hỏi. Phải tập trung vào vấn đề trọng tâm. Đừng hỏi lan man nhiều quá. Chúng ta cần nhất cái gì thì tập trung vào cái đó. Đối với cái một người khi mà chúng ta hỏi bệnh hoặc là hỏi về vấn đề nào đó liên quan đến chăm sóc sức khỏe, đến khám chữa bệnh, tập trung vào những cái vấn đề trọng tâm nhất. Sau khi đặt câu hỏi thì chúng ta phải giữ im lặng. Cái im lặng ở đây là để giúp cho cái người trả lời ấy, người ta suy nghĩ và người ta đưa ra những cái câu trả lời. Chứ còn chúng ta giữ đặt câu hỏi xong chúng ta lại hỏi tiếp hay là chúng ta lại nói chuyện với người khác là sẽ làm cho người ta mất tập trung. Chỉ nên hỏi từng câu hỏi một, không nên hỏi nhiều câu hỏi cùng một lúc. Ví dụ là hôm nay bác thấy thế nào thì dừng đã để cho người ta nói xong, tiếp đó thì cần hỏi gì thì chúng ta lại hỏi tiếp.
hoặc là trong những câu trả lời của họ có vấn đề gì chưa rõ thì chúng ta lại hỏi tiếp, chứ không nên là hỏi nhiều vấn đề cùng một lúc. Và một cái điều như cô vừa nói đấy, nên hỏi xen kẽ giữa câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Đấy là cái yêu cầu khi đặt câu hỏi. Đây là một cái hình ảnh mà cô đưa ra để cho các em hình dung là khi lựa chọn câu hỏi, chúng ta nên như thế nào. Thì ở đây có ba cái vòng tròn, một cái ở giữa, đấy là những câu hỏi bắt buộc phải hỏi. Đấy, loại thứ hai là cần hỏi, loại thứ ba là nên hỏi. Thế thì chúng ta nên dành thời gian nhiều nhất cho những câu hỏi bắt buộc, và những câu hỏi cần hỏi chúng ta sẽ hỏi sau, sau khi đã hỏi được những câu hỏi bắt buộc. Còn những câu hỏi nên hỏi thì chúng ta không nhất thiết phải hỏi. Đấy. Thì đấy là cái hình ảnh để cho các em nhớ về cái yêu cầu của đặt câu hỏi. À, thế bây giờ thì là 3:25 rồi, các em sẽ nghỉ giải lao cho đến 3:40 thì chúng ta vào lớp nhé. Dạ vâng ạ. Được chưa? Thế bây giờ là lúc mà bạn nào vào lớp sau khi cô điểm